Em xin chào tất cả các bác đang xem video nhé. Hôm nay là ngày 13 Tết, thì em xin chúc các bác một năm mới thật là nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng ạ. Hôm nay em xả tàn nốt hai cái cây mai còn lại đây các bác. Đấy, thì hôm nay trong video hôm nay thì em sẽ chia sẻ và hệ thống lại một cách kỹ nhất từ A đến Z cái quy trình cắt xả tàn cũng như là cái chế độ phân thuốc cho cây sau khi cắt xả tàn như nào các bác nhé. Thì bác nào những trong những cái video đợt trước của em và các bác xem rồi ấy, thì các bác cũng có thể xem lại, tại vì là có một số cái em thống kê nó kỹ hơn. Còn bác nào mà chưa xem video của em thì rất là chúc mừng bác đã gặp được video của em. Thì cái video này của em tổng hợp rất là kỹ các cái từng chi tiết một và có với những cái minh họa cụ thể luôn để các bác dễ hình dung. Bởi vì trong những cái video trước thì em phân ra là mấy video thì có rất nhiều bác xem video xong thì cũng hỏi em nó nhiều câu hỏi quá, cho nên em thống kê cái video này nó tổng hợp tất cả các cái câu hỏi mà các bác thường hỏi vào trong cái video này luôn. Đây, em phải đánh máy thành cả một cái hệ thống nó các cái câu hỏi nó chi tiết như này các bác, những cái mà các bác thường hỏi em. Đấy, thì nó quy trình chăm sóc mai vàng sau khi cắt xả tàn và chế độ phân thuốc của nó các bác nhé. Thì nó khi cắt xả tàn thì có 11 cái điểm cần lưu ý, và cái chế độ sau khi cắt xả tàn là có dùng phân thuốc là có 9 điều cần lưu ý các bác nhé. Tổng cộng là 20 điều cần lưu ý trong em sẽ chia sẻ trong cái video này. Thì cái video nó có thể hơi dài một chút thì các bác cố gắng dành thời gian xem để nó được kỹ hơn các bác nhé. Đó. Đấy, khi cắt xả tàn thì các bác cắt hết cái phần chân chân xanh của cái nhá, để lại cái phần chân đen này các bác nhé. Đấy, các bác để lại cái phần chân đen, chúng ta cắt phần chân xanh thôi. Đây, các bác để lại cái phần chân đen này. Đấy, như cái nụ này, cái chỗ này là cái phần chân xanh là nó chưa hết đây. Còn cắt thêm cái này đi, cả để nó lại ra nụ này. Đấy, cắt thêm sâu một chút. Đấy các bạn, đấy cắt hết cái phần chân xanh các bác nhé, để lại cái phần chân đen. Đấy, những cái nụ nở rồi thì cắt hết, và những cái nụ chưa nở cũng cắt hết các bác nhé, để nó ra đọt non đồng bộ, nó không có hại cho cây. Đấy, cái hoa nở rồi cũng cắt hết các bạn, còn những cái nụ mà chưa nở, nụ chưa nở thì cũng cắt hết. Đấy, cắt hết nhé các bác, cũng cắt hết cả mà nó để nó hại cây. Đấy, cắt cắt hết phần chân xanh đi, cả nó lại có cái đấy, hết phần chân xanh như vậy. Đấy, cả nó lại ra tiếp nụ non nhé. Đấy là lưu ý số 1 các bác nhé, là cắt hết hoa và cắt hết cả nụ. Đấy, phần lưu ý số 2 là các bác để lại các cái đọt non này các bác nhé. Với cả cây mai ghép và cả với cả cây mai zin thì các bác nên để lại các cái lộc non này. Đấy, lộc non chúng ta nên để lại nhé, để cho cây nó quang hợp, nó với cái ánh sáng, và cái cây nó sẽ nhanh phục hồi và nhanh phát triển hơn các bác nhé. Đấy, để lại cái đọt non. Đây, con cắt dịch vào cái chân chân trong này, long cắt dịch vào cái chân trong này. Đấy, đấy cắt dịch vào chân đen ấy, để lại cái chân chân đen, cái đây cắt từ chỗ này. Đấy, đấy rồi cắt hơi sâu quá một chút. Đây, cắt cái phần phần dưới này, cắt đến phần chân đen đấy, rồi cả sau nó lại nở tiếp nhé. Đấy, đây những cái này nữa, con cắt cái phần hết phần chân xanh đi. Cái chia sẻ số 3 các bác nhé, thì cái thời điểm cắt xả tàn xong như này thì cây rất là thoáng, thì cũng là cái thời điểm để các bác uốn chỉnh lại cái tay cành đó, thời điểm rất thích hợp để uốn chỉnh lại cái tay cành các bác nhé, để cho các cành nó không chồng chéo lên nhau. Đấy, chả như cành này hôm trước nó chồng chéo đè lên cành bên này, thì em đã uốn dùng dây nhôm gò và uốn sang bên này các bác nhé, nắn chỉnh cái cành. Đấy, cái thời điểm rất thích hợp để làm các bác nhé. Các bác muốn gò chỉnh tay cành và cắt bỏ những cái cành răm con, nói chung là gọi là vệ sinh bỏ những cái cành răm con nó ở bên trong này đi, đằng nào nó cũng sẽ không nhận được ánh sáng và chúng ta cũng không để nó nhé, cắt bỏ đi, cả nó hút cái nhựa cây nó cũng không tốt, đằng nào trước sau nó cũng bị chết các bác nhé. Đấy, những cành nó nằm nằm sâu bên trong này. Đấy, nằm sâu mãi bên trong ấy. Đấy, thì chúng ta cũng cắt bỏ đi cho cây nó thoáng, nó ít bị sâu bệnh. Đây, những cái cành răm này, cành răm nó chết, nó bỏ cành răm con này.
Đấy, bỏ hết đi. Bỏ bớt đi bạn. Đây, các bác này, những cái cành nó nằm quá gậm quá sâu ấy. Nằm quá gậm quá sâu ấy thì nó cũng bị che ánh hết ánh sáng mất. Cây nó nhiều tán quá, các bạn cũng phải bỏ bớt những cành con, cành răm nó nằm ở trong gậm sáng đi nhá. Đấy, đây là cái thời điểm mà chúng ta có thể sàng lọc được các cái cành để cho cây nó lựa chọn cành cho nó cuối năm nó đạt hoa hơn. Chia sẻ thứ tư các bác nhé, thì cái thời điểm cuối năm hoặc là cái thời điểm đầu năm này là cái thời điểm tốt nhất để mà các bác làm vệ sinh cái rêu cho cây. Đấy, vệ sinh bỏ cái rêu đi để mà cái da nó được, da cây nó được sáng để nó quang hợp được với ánh nắng, nó tốt hơn, nó phát triển tốt các bác nhé. Thì các bác có thể dùng vòi xịt rửa xe đó hoặc là dùng cái bàn chải để mà đánh bỏ cái lớp rêu đi. Đấy, để cây nó quang hợp tốt hơn các bác nhé. Đấy, và khi cắt xả tàn các bác thì các bác lưu ý là cái cây mai zin và cây mai ghép thì nó cắt có khác nhau một chút các bác nhé. Với cây mai ghép thì đây là cây mai ghép thì các bác cắt cành giật nó sâu hơn, tức là cắt nó nhiều hơn các bác ạ. Đấy, để cây nó có độ khỏe, cành nó tốt hơn. Cây mai ghép thì cái độ nuôi của cái tay cành nó sẽ kém hơn cây mai zin một chút. Đấy. Đấy, thì các bác cắt giật sâu hơn nhé. Nó tùy theo cái phong tàn cây các bác, thì các bác tinh chỉnh cây làm sao nó đẹp mà nhìn cái tàn cắt nó khỏe, nó giật, cái cành nó sau này nó phải to, chứ cành nó mà cứ nhỏ nhỏ tăm 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 ra là nó sẽ cây nó sẽ yếu các bác nhé. Thì cái chia sẻ thứ 6 em chia sẻ với các bác là cây mai, dù cây mai zin hoặc cây mai ghép ấy, hoặc bất kỳ với cây nào cũng vậy, những cái cành mà nó nằm sâu ở bên trong mà nó không nhận được ánh sáng thì nó đều bỏ cành hết nhé, chứ không phải với cây mai ghép mà nó bỏ cành đâu. Đây, cái cây mai zin các bác nhìn thấy thực tế đây. Đấy, cái cành này của em thì nó nằm sâu tít bên trong các bác. Đấy, cành này thì nó là cái cành mọc thêm. Đấy, nó không phải là cái cành chính và nó cũng bị bỏ cành, nó bị chết cành đấy các bác. Đấy, chết cái đầu này rồi. Đấy, bên trong thì nó vẫn còn ok, vẫn tươi. Thế nhưng cành này nó nằm ở trong gậm. Cái cây này nó rất là rậm các bác nhá. Nó tùm luôn. Và cái cành dưới này thì nó không có ánh sáng. Vì vậy mà ngay khi chúng ta cắt xả tàn cũng nên sàng lọc bỏ cành này đi. Đấy, trước hay sau thì nó cũng sẽ bị yểu cành, bởi vì nó không nhận được ánh sáng, nó nằm tiếp được gậm mà. Đấy, cái hai cành nó nằm ở vị trí nó cũng lỗi. Chính vì vậy cái thời điểm chúng ta sàng lọc cành rất là tốt các bác nhá. Và cái chia sẻ thứ 7 em chia sẻ với các bác thì cây mai zin hay cây mai ghép cũng vậy. Chúng ta cắt theo cái tàn, cái cành ở dưới là để chìa ra nhiều hơn, và càng lên trên thì các bác giật lại, ngắn lại. Đấy, lên trên thu lại các bác nhá. Nó theo cái hình tháp chữ A này. Đấy, hình tháp này, hình chữ A hoặc là hình tháp Ai Cập cũng vậy các bác. Đấy, hình dung tưởng tượng như vậy. Và cái tàn nó sẽ đẹp. Cái nhất là nó sẽ đẹp, phát huy hai tác dụng. Một là cái tàn nó đẹp về cuối năm đẹp. Cái thứ hai là để cho cái cành dưới này nó cắt dài hơn để nó nhô ra, để nó nhận được ánh sáng. Cả mà mình mà trên với dưới nó cắt bằng nhau hoặc là trên để dài hơn ấy. Đây, trên em thu rất gọn nhé. Đấy, ở dưới nó tiết ngoài này cơ. Đấy, cành dưới đấy các bác. Đấy, cành dưới này, cành trên này. Đấy, nó thu vào rất là nhiều. Đấy, thì để cái cành dưới nó nhận được ánh sáng các bác nhá, nó phát triển. Nếu mà chúng ta cắt mà nó không giật như vậy thì cành trên này khi nó phát triển ra nó đè xuống cái cành dưới này thì nó chùm cả cái ánh sáng cành dưới này, thì cành dưới không phát triển được, thì sau nó sẽ bị yểu cành và nó có thể suy cành các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, hình thu giật rất là gọn. Một cái chia sẻ thứ 8 đến các bác nữa, đó là những cái vết cắt này, nếu như nó nhỏ thì như này thì không cần phải bôi keo mặt cắt các bác nhé. Đấy, còn những cái vết cắt chẳng hạn như các bác cái cây phôi mà nó to ấy, thì các bác có thể dùng những cái keo Mỹ Tiến để bôi cái mặt cắt để cho nó liền sẹo nhé. Đấy, bôi lại keo mặt cắt, các bác có thể dùng keo Mỹ Tiến đây, bôi lại cái mặt cắt này. Đấy, để cho nó không bị nắng, nó không bị nứt gỗ các bác nhé, nứt cái thớ gỗ đây. Đấy, và nó giúp bảo vệ cái đầu gỗ này, sau nó không bị mục nhé. Thời điểm này cũng là thời điểm rất thích hợp để cây nó thoáng, chúng ta có thể là cắt và chúng ta có thể bôi chỉnh sửa nó tốt hơn các bạn ạ. Có một cái điều lưu ý đặc biệt là khi chúng ta cắt xả tàn với những cái cây mai để ở trong nhà nhé, cây mai trưng Tết ở trong nhà, thì với cái thời gian chúng ta trưng Tết những tầm trên dưới 10 ngày. Đấy, chính vì vậy khi mà cắt xả tàn thì các bác đặc biệt lưu ý giúp em là khi chơi xong thì các bác nên đem cây ra để ở bên ngoài gần cửa đi chính ấy, để cho cây nó tiếp xúc với gió,
ánh nắng và nhiệt độ đấy, để cây nó thích nghi dần với cái trạng thái sinh học của cây. Đấy, nếu chúng ta mà chơi Tết xong mà chúng ta vác luôn ra ngoài sân ngoài vườn mà chúng ta cắt xả tàn xong tưới nước là cây nó sẽ vào cái trạng thái dạng gọi là bị sốc nhiệt các bác nhé. Chính vì vậy những cây trong nhà thì các bác nên để ra cửa chính hoặc nên để ra cửa ra ra hè sảnh hè nó không có nắng ấy, để cho cây nó tiếp xúc dần dần, một cách dần dần tiếp cận dần dần để cây thích hợp thích nghi dần dần, và tầm 2 đến 3 ngày thì các bác mới cắt xả tàn ạ. Còn cây mai mà nó đang ở ngoài trời như em đang cắt đây thì khi cắt xả tàn thì không cần phải làm như vậy. Đấy, chúng ta lưu ý với những cái cây mai ở trong nhà khi cắt xả tàn các bác nhé. Đấy, một lưu ý đặc biệt với cái cây mai, những cây mai trưng ở trong nhà như vậy các bác nhé. Đấy, lưu ý không để làm cây nó bị sốc nhiệt, làm cây nó sẽ bị chậm phát triển. Những cây mà nó khỏe thì nó chậm phát triển, còn những cây yếu có thể là nó bị suy, nó bỏ cành, hoặc là nó cây yếu quá có thể là nó bị chết các bạn. À, và cái điều chia sẻ lưu ý số 10 các bác nhé, thì khi chúng ta cắt xả tàn xong thì chúng ta nên cho cây vào bóng mát các bác nhé. Thì em đây thì có những cái tán cây bóng cao ở trên, cây cây to ở trên, thì chúng ta cho cây cắt xả tàn xong thì cho dưới những cái tán bóng cây này rất là tốt. Còn nếu các bác không có tán bóng cây thì các bác có thể dùng lưới đen hoặc lưới xanh để căng, và lưu ý là căng cái lưới đen hay lưới xanh thì nó phải cao hơn cái ngọn cây tầm 50 đến 70 cm các bác nhé. Đấy. À, để cây ở trong bóng mát hoặc trong lưới căng như vậy thì đến khi cây bật đọt non đồng bộ các bác, bật đọt non đồng bộ nó tương đối kín cây như này, và khi lá cây nó bắt đầu nó chuyển sang cái có màu xanh như này, đây các bác nhìn thấy đây, lá cây bắt đầu có thể chuyển sang màu xanh thì cái đó là cây bắt đầu có thể khỏe rồi, các bác có thể đưa ra ngoài nắng được nhá. Còn nếu mà lá nó tất ở trong cái tình trạng mà nó màu đỏ, màu màu non này, gọi là lá non đấy, thì các bác không nên cho ra ngoài vội nhé, nắng nó sẽ cháy lá đấy. Khi mà lá các bác nhìn đây, lá nó chuyển sang những cái một số cái đa số cái lá nó chuyển sang cái màu xanh này thì các bác cho ra ngoài được, bắt đầu cho ra nắng được nhé. À, và cái chia sẻ số 11 thì em cũng xin chia sẻ và lưu ý với các bác là khi chúng ta cắt xả tàn xong là chúng ta nhìn kỹ cây, quan sát kỹ cây và chúng ta tinh chỉnh ngay từ khi chúng ta cắt xả tàn luôn nhé. Chứ cái việc cắt xả tàn là không nên cắt đi cắt lại lần thứ hai, bởi vì nếu các bác cắt xả tàn xong là 10 ngày sau các bác lại cắt lại thì là trong khi đó là cái mầm nó bắt đầu chuẩn bị bật rồi, thì là cây nó dồn toàn bộ cái dưỡng chất từ dưới gốc lên thân tay cành và nó dồn ra đầu cành để chuẩn bị nó phun lộc non, bật lộc non nhé. Thì lúc đấy chúng ta mới lại cắt tinh chỉnh lại thì nó sẽ không tốt các bác nhé. Đấy, nó mới toàn bộ dưỡng chất và toàn bộ nhựa là nó được dồn lên đầu cành. Đấy, chính vậy khi chúng ta cắt xả tàn là chúng ta cắt luôn một lần và chúng ta nhìn kỹ và tinh chỉnh cho cây để làm sao cây nó đẹp, chứ không cắt đi cắt lại lần thứ hai sau 7 ngày 10 ngày. Đấy, tinh chỉnh ngay bước đầu tiên các bạn. Đấy, đây các bác xem, khi cắt cái cây xong thì cái cây nó tán nó tròn và nó theo hình tháp đều từ trên xuống dưới này các bác nhé. Đấy, thế thì ở đây có một số cành thì là em đã gom dây nhôm và đang muốn cho nó vươn ra ngoài, thì cành này nó hơi nhỏ thì em sẽ không cắt sợ giật sâu các bác nhé. Đấy, chúng ta đang nuôi tiếp nó là không giật sâu. Đấy, hiện tại cành trên này nó đang dài cành dưới đây, nhưng mà cành này sẽ nuôi ra một tầm nữa sẽ cắt sau. Đấy, và cái thời điểm này là khi cây nó chưa có nhiều lá, cái thời điểm gom dây nhôm tốt nhất các bác nhé, để hạn chế việc là khi cây bật mầm rồi chúng ta mới gom thì nó sẽ bị gãy những cái nụ, gãy những cái mầm. Đấy. Đấy, như vậy là em chia sẻ với các bác 11 cái lưu ý khi xả tàn cho cây mai sau Tết các bác nhé. Đấy. Các bác nhìn cây rất ok, rất là chắc, nhìn cây rất là chắc, rất là khỏe cây. Phần xả tàn cho cây này gần xong rồi các bác nhé. Đấy. Còn cái cây nhỏ hơn này của em thì đã xong rồi đây. Thế thì nó có một cái chia sẻ thêm với các bác như này, thì những cái đọt này là nó là những cái lộc nó ra cùng với hoa. Đấy, lộc nó ra cùng với hoa thì cái thời gian này thì các bác cứ để lại để cho nó quang, cây nó quang hợp, cái lá này nó quang hợp với ánh sáng để cho cái bộ rễ ở dưới nó thúc đẩy phát triển được tốt nhé. Thế còn các bác sau các bác có thể cái lá, như cái lá đó các bác có thể là nó kém thì các bác có thể là bỏ đi khi mà tất cả các cái đọt non kia ra rồi, để nó đạt cái sự đồng bộ và đẹp cho cây và tất cả các cái lá thì các bác có thể bỏ đi cũng được, hoặc là để nguyên cũng được, không sao các bác nhé.
Đấy. Nếu mà trường hợp cái nào mà nó dài quá ấy, thì các bác cũng có thể là cắt bỏ cắt bớt để mà nó không chùm lên các cái đọt non khác nhé, nó không che sáng của cái đọt non khác. Đấy là tùy theo cái cây các bác, có những cái cành ngắn thì thôi, còn những cành dài quá nó có thể chùm lên cành khác thì các bác cũng phải lựa bỏ đi để cho các cái đọt non khác nó ra. Đấy, và bây giờ là đến phần thứ hai là phần phân thuốc cho cây các bác nhé. Thế thì em sang phần thứ hai các bác nhé, đó là cái chế độ phân thuốc cho cây. Thì trong cái phần này thì nó có những cái chia sẻ cần lưu ý, thì nó có 9 cái chia sẻ cần lưu ý các bác nhé. Đấy, 9 cái chia sẻ với các bác để cần lưu ý trong cái vấn đề phân thuốc cho cây. Thì với cây ấy, thì cái chia sẻ thứ nhất với các bác là với cây thì cái bộ em luôn coi cái bộ gốc bộ rễ của cây, đó là cái cốt lõi để cho cây nó có thể khỏe mạnh được hay không. Chính vì vậy các bác phần lớn, nếu mà những người mới chơi cây ấy, thì chủ yếu là lại chăm cái phần tay cành thôi mà không để ý tới cái bộ gốc bộ rễ của nó. Đấy, thì cây nó phát triển nó sẽ sự đồng bộ, nó sẽ không đạt được các bác ạ. Thì các bác nên dùng một cái bộ N3M và Ridumin này. Đấy, thì các bác tưới dưỡng rễ N3M nhé. Đấy, cái chia sẻ thứ nhất các bác là khi cắt xả cành xong là các bác tưới dưỡng rễ N3M để mà cung cấp các cái dưỡng chất cho đủ cho cây để mà cây sinh trưởng phát triển được cái bộ lá và cái dưỡng rễ N3M này để dưỡng những cái bộ rễ nhé các bác nhé. Nó có tác dụng là dưỡng rễ để cây phát triển được tốt các bác nhé. Đấy, và cái chia sẻ thứ hai với các bác đó là cái Ridomin. Ridomin này là cái thuốc trừ nấm trừ bệnh các bác nhé. Thì các bác cũng pha theo cái N3M này kết hợp với N3M này, hoặc là pha riêng để mà tưới cho cái bộ gốc đó, tưới cho cái bộ gốc này để mà diệt các cái vi nấm nó tấn công cái bộ rễ ở dưới bầu đất các bác nhé. Đấy, Ridomin này là diệt nấm rất là tốt, các cái nấm tưới vào đây để mà diệt các cái vi nấm tấn công các cái bộ rễ nó ăn rễ các bác nhé. Đấy, và cái giai đoạn này thì là cái cây của chúng ta là không có nhiều lá các bác ơi, nó chỉ có những cái lộc non bật ra thôi. Đấy, thì các bác nên pha cái tỷ lệ là loãng hơn cái tỷ lệ của nhà sản xuất thuốc hướng dẫn nhé. Thông thường nó sẽ pha khoảng bằng 80% cái tỷ lệ của nhà sản xuất hướng dẫn thôi, tức là bỏ bớt đi 20% cái tỷ lệ hướng dẫn các bác nhé. Và cái thời gian dùng thì nó là các bác dùng đến từ 2 đến 3 lần. Trong cái giai đoạn này thì các bác dùng từ 2 đến 3 lần và mỗi lần cách nhau là 10 ngày các bác nhé. Đấy, dùng từ 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày. Đấy. Thì có các bác hỏi là ngoài việc tưới dưỡng rễ N3M và Ridomin ra thì khi bầu đất khô thì có tưới không? Thì cái việc đó là chắc chắn là câu trả lời là có tưới rồi các bác, nếu không tưới thì cây nó sẽ chết. Thì các bác cũng thông cảm là trong những cái video có những cái gì em chia sẻ rồi thì các bác xem lại giúp em và lắng nghe những cái chia sẻ trong video ạ. Đôi lúc các bác xem video các bác tua đi thì những cái chia sẻ nó không có cái hiệu quả sâu được ạ. Bởi vì cây, nếu mà cây bầu đất nó khô mà các bác hỏi em mà có tưới không thì thì thực sự là em nhiều lúc mà có những cái câu hỏi nó nhiều, quá nhiều câu hỏi của các bác thì em cũng không trả lời hết được, thì các bác cũng thông cảm giúp em nhé. Thì em có những sẽ tích hợp lại những cái video của những cái câu hỏi của các bác, em sẽ tổng hợp lại để thành những cái video để mà chia sẻ với các bác thì nó thuận tiện hơn. Có những lúc em rảnh thì em có thể trả lời được, có những lúc quá bận em cũng bận lắm, em đi làm công ty mà, ngoài ra cũng có một cái số lượng cây rất là nhiều cho nên là em cũng thường xuyên phải chăm sóc, nên là cái việc là chia sẻ mà trả lời câu hỏi thì nó cũng có thể mà nó thiếu phần nào sơ suất thì các bác cũng thông cảm giúp em nhé. Đấy, thì khi bầu đất khô chúng ta vẫn tưới nước bình thường các bác nhé. Đấy, các bác tưới nước bình thường và các bác lưu ý là cái cây mai nó không ưa nước cho nên là khi mình tưới nước ấy, chúng ta nên tưới cái độ ẩm nó vừa đủ ẩm với bầu đất thôi, không nên tưới ẩm quá, tưới ẩm quá cái bộ rễ nó khó phát triển. Đấy, nó sẽ không tốt cho cây mai các bác nhé. Thì có thể là hơi khô một chút thì em vẫn chia sẻ các bác là hơi khô một chút, còn hơn là hơi ướt nha các bác nhé, ướt thì cây mai nó khó phát triển, không ưa nước. Đấy, cái chia sẻ cũng như là cái lưu ý số 3 các bác nhé, là chúng ta vẫn phải tưới bầu đất khi mà cây nó khô nhé. Thế thì các bác tưới bầu đất thì ở ngoài miền Bắc ấy, thì cái đầu mùa xuân này thì cây nó vẫn cái nhiệt độ có thể nó vẫn còn hơi thấp ấy, thì các bác nên tưới bầu đất vào, nếu như trời không nắng quá các bác nhé thì các bác tưới bầu đất vào buổi trưa, còn nếu mà cái trời mà nó nắng quá thì các bác có thể tưới vào buổi sáng hoặc là buổi chiều các bác nhé. Đấy, để mà cây nó không bị lạnh, trường hợp cái cây nó đầu mùa xuân miền Bắc nó vẫn rét ấy thì các bác tưới bầu đất không không nên tưới vào buổi tối, bởi buổi tối là tưới nó sẽ bị lạnh cành và lạnh rễ, cây nó sẽ chậm phát triển nhé.
Thế ở cái thời điểm mà cây cắt xả tàn như này đấy thì cây nó không có lá, chính vì vậy mà và cây nó cũng đang ở cái trạng thái nó rất là yếu các bác ạ. Đấy thì các bác không nên tưới cái phân vô cơ nhé, không nên tưới đạm lân kali NPK, nói chung là phân đầu trâu tổng hợp các loại các bác không nên tưới. Thì ngoài việc tưới N3M và Ridomin và tưới nước hàng ngày ra thì các bác có thể dùng những cái phân hữu cơ, chẳng hạn như là phân chùn các bác ạ. Phân chùn các bác pha loãng ra và tưới cho cây, tưới nhử dần cho cây, pha loãng các bác nhé, lưu ý là pha loãng, các bác dùng phân chùn để pha loãng hoặc là các bác dùng nước vo gạo rất là tốt các bác nhé. Nước vo gạo hàng ngày chúng ta vo gạo nấu cơm đấy, thì các bác có thể chắp ra cái bát các bác tưới. Thì đương nhiên là với trường hợp này thì chúng ta chỉ chăm một cái số lượng cây nhỏ đó, 1-2 cây thôi. Thì các bác đang xem video của em đây thì cũng đa số là người ngoài miền Bắc thì đa số là cái số lượng cây mai thì nó ít, thì cũng theo cái phương án chia sẻ của em thì nó cũng đúng các bác nhé. Đấy, các bác có thể dùng nước vo gạo nhé để mà tưới cho cái bầu đất cho cây rất là tốt, nó có những cái dưỡng chất rất là tốt các bác nhé. Đây cũng là một phần dạng nước vo gạo này, cũng là một cái dạng phân hữu cơ rất là tốt cho cây, rất nhiều dưỡng chất các bác nhé. Rồi, ok, con chắc ra cái bát đi. Rất nhiều dưỡng chất các bạn. Và vo gạo xong dùng cái vo gạo tưới cho cây không bị phí. Đấy, vo gạo đây các bác. Tưới cho cây thật là tuyệt vời các bác nhé. Nhưng mà cái nhược điểm của nước vo gạo này là kiến nó hay đến các bác nhé. Thì các bác để ý là nếu mà có kiến thì các bác phải rắc thuốc hoặc là phun thuốc kiến nhé. Rất là tốt. Cái nước vo gạo rất nhiều dưỡng chất các bác nhé. Đấy, các bác tưới cái bầu đất đủ ẩm đấy ạ. Đấy, nước vo gạo đấy các bác nha. Đấy, tưới ít một đều đều xung quanh ạ. Đấy, nước vo gạo tưới rất là tuyệt vời các bác nha. Rất nhiều dưỡng chất. Đấy, rất nhiều dưỡng chất nha. Đó, rất ok luôn. Long cắt xong chưa con? Xong rồi. Ừ. Ok. Đây con này. Còn cái nụ nào cắt xót cắt luôn nha, cả nó hại cây nhá. Hoa đầy gốc long lanh luôn kìa. Đẹp. Đấy, các bác có thể dùng là một là phân chùn, hai là nước vo gạo, ba là B1 các bác nhé. Đấy, các bác có thể dùng B1 nhé. Thì mỗi lần tưới bầu đất chúng ta có thể cho hòa tan hai viên B1, 2 đến 3 viên B1 vào trong cái nước để mà nước ấm các bác, để mà tưới cho cây. Các bác lưu ý là các bác dùng nước ấm để mà tưới cho bầu đất hoặc là phun cho tay cành thì nó gọi là nước ấm rồi nhá. Có một bác hỏi em là nước ấm bao nhiêu độ, thì thực sự các bác là nước ấm bao nhiêu độ thì em cũng không đo đâu. Thế thì các bác cứ pha nước làm sao mà nó tan giá. Các bác hình dung là cái cây nó, ngoài miền Bắc nó lạnh, chúng ta pha tan giá thì nó chắc chắn là sẽ tốt hơn cho cây. Nhưng các bác đừng dùng nước ấm quá, nó sẽ hỏng những cái nụ non khi bật ra và những cái rễ non khi phát triển nhá. Đấy, ấm quá nó sẽ hỏng nhá, mà lạnh quá thì nó chậm phát triển. Thì các bác pha làm sao nó ở trạng thái là tan giá thôi, chứ đừng nóng quá nó sẽ gây hại cho cây, làm phản tác dụng đó. Đúng đấy, các bác hãy check em nhá. Ngoài các cái phân hữu cơ ra thì có một cái dưỡng chất rất tưới cũng rất là tốt cho cây mai các bác, nhưng mà nó hơi xa xỉ một tí thì em cũng chia sẻ với các bác thôi. Thì cái việc này chúng ta có thể làm nhỏ thôi. Thì khi cây mà chúng ta xả tàn xong ấy, nó đủ sung sức rồi, đủ ổn định rồi ấy, thì khoảng tầm mà khi bắt đầu từ cắt xả tàn mà các bác thấy cây của bác nó ổn định, nó khỏe cây ấy, thì nó trong vòng khoảng tầm 1 tuần đến 10 ngày thì các bác có thể dùng cái trứng, quả trứng gà, trứng vịt các bác đập ra pha với 5 lít nước thì các bác đủ tưới cho 3 đến 4 cây các bác ạ. Thì việc này các bác có thể làm tầm 10 ngày một lần, trên dưới 10 ngày là một lần. Đấy, rất là ok, rất nhiều dưỡng chất các bác, hơi xa xỉ một tí thôi, nhưng mà chúng ta có thể là chăm sóc cây mai kỹ một chút thì cuối năm nó sẽ cho hoa rất ok các bác nhé. Một quả trứng đó các bác pha với 5 hoặc 6 lít nước và tưới cho trên dưới 5 cây rồi các bác nhé, tùy theo cây to cây nhỏ của các bác. Đấy là em chia sẻ thêm. Đấy là em vừa chia sẻ cái 4 cái lưu ý với cái phần bộ gốc rễ của nó các bác nhé. Đấy, thì cái phần lưu ý số 5 là với cái phần tay cành ở trên.
Thì cái việc đầu tiên sau khi cắt xả tàn thì các bác cũng dùng Antonic này để các bác pha theo tỷ lệ của nhà sản xuất các bác nhé, để phun toàn bộ thân tay cành cho cây, phun toàn bộ thân tay cành cho cây để mà cây đạt được cái sự bật mầm, nảy mầm, nó mang tính đồng bộ các bác nhé, hỗ trợ cho cây để nó nảy mầm, mang tính nó bật đồng bộ, bật hàng loạt, bật đồng bộ rất là tốt cái Antonic. Thế nhưng mà các bác cũng dùng cái Antonic này không được lạm dụng quá nhé. Đấy, cái nếu những cây khỏe thì các bác chỉ dùng phun một lần thôi. Còn nếu mà những cái cây ngoài Bắc mà nó yếu mà nó rét quá thì các bác có thể phun hai lần. Thì lần thứ hai cách cái lần thứ nhất là khoảng một tuần các bác ạ. Chúng ta không nên dùng nhiều cái này. Nếu chúng ta dùng nhiều thì khi các cái đọt nó ra ấy, nó sẽ rất là nhao các bác nhé, nhao và nó yếu, non, nó mềm. Thế khi gặp nắng thì cái lá nó sẽ bị cháy các bác nhé. Và khi gặp mưa thì nó rất dễ bị bệnh, nó sâu bệnh nó tấn công nhé. Đấy, chính vì vậy là các bác không nên lạm dụng cái Antonic này. Chúng ta dùng khoa học một chút thì nó sẽ tốt cho cây nhé các bác nhé. À, thì đấy là cái chia sẻ thứ 5 vừa rồi của em là với Antonic để phun bật mầm đồng bộ các bác nhé. Thế còn chia sẻ thứ 6 của em đó là cái phun thuốc sâu và thuốc bọ trĩ các bác nhé. Thì ngay khi cắt xả tàn như này, với những cây có lộc như này thì em phun luôn thuốc sâu và thuốc bọ trĩ luôn. Đấy. Đấy, phun luôn thuốc sâu, thuốc bọ trĩ các bác nhé. Đấy, thì ít nhiều trong cái cây của mình nó cũng tồn dư cái sâu bọ trĩ rồi, nó đang làm hại cho cây rồi. Thì chúng ta phun luôn để mà nó tiêu diệt những cái con sâu và con bọ trĩ đang nằm ở trong cái lá cũ và những cái búp cũ. Đấy. Đấy. Đấy, các bác có thể phun ngay hoặc là đợi đến khi cái bắt đầu có đọt non nó ra như này, một hai lá như này. Đấy, bắt đầu có một hai lá non ra như này thì các bác phun cũng được nhé, cả hai cái trường hợp đều được. Đấy, thì em thì những cái thường những cây nó có đọt non đầu năm thì cây nào nó có đọt non thì em phun luôn, tại vì cái thời gian của em cũng bận nên em phun luôn nó chắc ăn. Nhiều lúc nó quá đi một chút, mình bỏ đi một vài ngày, bỏ quên một vài ngày ấy, cây nó bật mầm nhanh lắm các bác, thì đã bị sâu và cái con bọ trĩ nó tấn công rồi. Sâu thì nó dễ diệt các bác nhé, cái con bọ trĩ mà nó tấn công mà nó bị con bọ trĩ mà nó lớn nhanh mà nó già ấy, thì rất là khó diệt các bác nhé. Các bác cần phòng bệnh và diệt bệnh con bọ trĩ ngay từ lúc nó vẫn còn mới, còn để nó già rất là khó diệt các bác nhé. Đó, thì ngay thời điểm này chúng ta phun thuốc sâu bọ trĩ là cái thời điểm rất quan trọng các bác. Thì thông thường thì giai đoạn đầu này với những cái ngoài miền Bắc thì anh em ít cây thì chỉ phun một lần đến hai lần là ok các bác ạ. Thì nếu các bác phải phun lần thứ hai thì cái giai đoạn thứ hai cách cái phun lần phun thứ nhất là khoảng tầm 7 đến 10 ngày gì đó, tùy theo cái sức phát triển của cây và tùy theo cái mức độ phát triển của cái mầm bệnh các bạn. Thì từ 7 đến 10 ngày các bác phun lại lần hai ạ. Đây, khi cây nó ra cái đọt non nhiều như này thì nó cũng là cái thời điểm chúng ta phun lần hai. Ở cái giai đoạn này chúng ta phun lần hai là rất là tốt các bác nhé. Đó, cái cây này thì em vẫn đang để hoa để mà theo dõi cái hoa của nó, cái độ bền hoa của nó, và cũng là để xác định cái hoa của cây để các bác nào có sau này em có giao lưu thì các bác tiện theo cái xem cái hình ảnh trên này thì nó tiện lắm nhé. Cái này là dạng cúc bi, nó rất là bền hoa, nó ở ngoài trời nó cũng bền hoa, không bị rụng cánh. Đó, không bị rụng cánh, riêng dòng cúc bi là không bị rụng cánh. Cái dòng cúc bi này, cái nụ của nó thường là nó to to các bác, nó tròn và nó to. Đấy. Còn nụ của các cái hoa năm cánh này thì nó dài. Đấy. Các bác có thể phân biệt cái đây này, hoa thủ đức hoặc hoa năm cánh thì nó dài như này, cái nụ dài như này. Còn cái cúc bi thì nó tròn và nó rất to. Thì mỗi người thích một cái phong cách chơi khác nhau, có người thích chơi cúc bi, có người thích chơi thủ đức các bác nhé. Thì cái cúc này nó có cái đẹp của nó, nhưng mà nhiều người không thích bởi vì nó cánh của nó nhăn. Đó. Cây này cũng rất là đẹp rồi. Đấy, cái thời điểm như này thì các bác có thể phun lại lần thứ hai nhé. Đấy. Phun lại lần thứ hai với điều kiện là cây nó sạch các bác nhé, nó tương đối sạch. Còn cây của các bác mà bị bệnh nó tấn công nhiều quá thì có thể là ít lá hơn này các bác cũng phun lần thứ hai rồi, chứ không căn cứ nhé. Thì nó tùy theo từng trường hợp. Thì cái thuốc trừ sâu và thuốc diệt bọ trĩ thì nó có rất nhiều loại các bác nhé. Cái này thì nó rất là thông dụng. Thì các bác cứ ra các cái cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ấy, các bác cứ bảo là cho một loại thuốc trừ sâu và một loại thuốc diệt bọ trĩ, như vậy là nó sẽ dễ các bác nhé. Cả đối với cái thuốc mà em tư vấn cho các bác thì ở cái địa phương các bác nó không có. Cái này thì ngay khi chúng ta trị bệnh thì nó rất là đơn giản.
À, cái ngay khi chúng ta phòng bệnh thì rất đơn giản các bác. Còn để khi trị bệnh thì em sẽ trị bệnh mà nó khó quá, ở cái cấp khó quá thì em sẽ chia sẻ ở những cái video sau nhé. Còn những cái video chúng ta phòng bệnh ngay từ đầu ấy, nó rất là dễ các bác nhé. Các cái loại thuốc nó diệt sâu và bọ trĩ thì nó thông dụng lắm. Thì các bác cứ ra các cửa hàng là nó có các bác nhé. Đây, như hai cái loại này là em cũng đang dùng đấy các bác nhé. Đây, hoặc các bác dùng cái loại Eagle này cũng được này. Cũng rất là tốt các bác này. Là nó có rất nhiều loại. Diệt sâu bọ trĩ nó ngay đầu tiên chúng ta mà làm tốt ngay từ đầu thì nó rất là đơn giản các bác. Ngay từ lúc lá non với ra là một hai lá thì nó rất đơn giản. Thế còn để mà nó nặng quá rồi thì lúc đấy nó chuyển sang trị bệnh rồi mới lại tiêu diệt những con bọ trĩ già rồi thì rất là khó. Đấy. Hoặc là một loại nữa cũng diệt bọ trĩ rất là tốt các bác này. Đó là cái mát zone Map Zano các bác nhé, Map Zano đấy, Map Zano đấy các bác, đấy nó có rất nhiều loại, cái này thì nó đơn giản đấy các bác, với thuốc sâu bọ trĩ đơn giản, quan trọng là cái thời điểm chúng ta biết cái thời điểm chúng ta cần phải làm, đó, thời điểm chúng ta cần phải phun nó nhé, thời điểm nó quan trọng. Còn thuốc thì phần lớn là các hãng nó ra các loại thuốc bây giờ nó cũng thông dụng và tốt cả các bác, đấy với bọ trĩ thì các bác có thể là phun ngay lúc phòng bệnh và trị bệnh ngay lúc ban đầu như này thì chỉ cần dùng một loại thôi các bác nhé. Còn nếu trường hợp mà các bác để quá nặng ấy thì các bác có thể dùng hai loại của hai nhãn hiệu khác nhau và các bác phun thì nó sẽ đạt hiệu quả bọ trĩ các bác nhé. Nhưng mà lúc đầu tiên chúng ta chỉ dùng một loại thôi, không cần thiết phải dùng hai loại các bác nhé. Nếu dùng hai loại ngay từ đầu có thể là cái bọ trĩ nó sau này nó nhờn thuốc ấy. Nên lúc đầu tiên chúng ta chỉ phun một loại thôi. Còn trường hợp bác nào bị quá nặng thì mới dùng kết hợp hai loại các bác nhé, hai loại của hai thương hiệu khác nhau, đó, hai loại của hai thương hiệu khác nhau, đấy. Các bác cứ nếu mà trường hợp mà bị quá nặng thì mua hai thương hiệu khác nhau các bác trộn vào là phun là đạt hiệu quả. Để chia sẻ với các bác là ở cái thời điểm mà chúng ta vừa xả tàn cây xong, cây vừa làm hoa xong là rất yếu nhé, thì các bác có thể là dùng buổi trưa ấm ấy, các bác có thể dùng bình phun xương này để phun lên toàn bộ thân tay cành cho cây, nó rất là tốt các bác ạ, nó sẽ hỗ trợ cho việc cây không phải mất sức ra sức để mà dẫn các cái nước từ gốc lên tận tay cành đấy. Thế thì việc mà chúng ta phun lên này sẽ rất tốt cho cây nhé các bác nhé, phun này hỗ trợ cho cây, đây gọi là việc hỗ trợ cho cây để cây nó không phải ra sức dẫn các cái nước hoặc là dưỡng chất lên để mà nuôi cây này. Thì việc phun này các bác cũng có thể là pha cái hai viên B1 vào để phun cho một cây có thể phải dùng hai viên B1. Đấy, khoảng tầm 2 ngày chúng ta sẽ phun dùng B1 một lần. Thế còn ngày ở giữa thì chúng ta có thể phun nước trắng không các bác nhé. Đấy. Phun hỗ trợ cho cây này rất là tốt, cây nó không phải ra sức dẫn nước từ dưới lên. Nếu mà cây phải ra sức dẫn nước từ dưới lên thì cây nó sẽ yếu hơn các bác nhé. Đấy, thì bây giờ là cái chia sẻ thứ 7 của em. Thế còn chia sẻ thứ 8 của em, đó là trong quá trình chăm sóc cây ở cái đầu xuân này hoặc trong quá trình chăm sóc cây ở cái phần cuối năm phần Tết ấy, thì các bác nên dùng nước ấm để phun lên hỗ trợ cái tay cành nhé, và nước ấm để mà tưới cái bộ rễ. Thế thì nước ấm nó các bác tan gọi là tan giá các bác nhé. Còn ấm bao nhiêu độ như em vừa chia sẻ cái đoạn trước là em cũng không biết nước ấm bao nhiêu đâu, bởi vì em không đo nhiệt độ. Các bác dùng nước ấm mà tan giá là được. Thế còn ấm quá nó sẽ hỏng cái bộ rễ non và nó sẽ hỏng những cái mầm non các bác nhé. Đấy, thì nó sẽ thành phản tác dụng. Thì các bác cứ dùng nước tan giá thôi, gọi là ấm. Thì khi phun ra thì nó tan giá thì rất là tốt cho cây. Đấy, giúp cây nó phát triển tốt hơn các bác nhé. Nó giống như những cái người mình những hôm mệt mệt mỏi ấy, mà mình được tắm nước ấm hay là rửa chân nước ấm ấy, thì nó cũng sẽ sức khỏe nó cũng sẽ tốt hơn các bác nhé. Thì cây nó cũng như thế. Bây giờ cái cây nhiệt độ ngoài Bắc đang lạnh thế, chúng ta lại dội thêm gáo nước lạnh vào, nó lạnh buốt cho cái rễ nữa thì chắc chắn là nó sẽ chậm phát triển các bạn. Thì cái này thì cũng chỉ làm được với cái số lượng cây nhỏ thôi, hoặc những hôm rảnh rỗi thôi. Còn em thì có những hôm mà đi làm về rất là vội rồi, em cũng phải đi làm công ty mà, thì cũng là dùng mấy vòi nước phun chứ làm sao cái số lượng cây lớn chúng ta có thể làm được. Đó, thì các bác có một hai cây thì các bác cũng thể làm theo cái phương án chia sẻ của em, tư vấn của em để cây cây nó nhanh phát triển hơn ạ. À, cái chia sẻ số 9 trong cái phần phân thuốc này các bác ạ, thì cái chia sẻ số 9 của em là tại cái thời điểm này là cây nó không có nhiều lá các bác nhé,
ra vừa cắt xạ tàn xong thì cây nó không có nhiều lá đâu, mà cây nó ở trạng thái rất là yếu, nó ở trạng thái gần như dạng đang ngủ ấy. Chúng ta đặc biệt lưu ý là không được bón phân NPK nhé. Chúng ta không nên bón phân NPK ở cái thời điểm này, bởi vì cây cái thời điểm này nó yếu mà nó không có lá nên nó không hấp thụ các cái phân thuốc phân hóa học đó, phân hóa học đó vào cái cây, tưới cho cây ở thời điểm này, tưới hoặc bón cho cây ở cái thời điểm này sẽ là rất là nguy hiểm, có thể là cây sẽ không ăn hết các cái dưỡng chất đó khiến cây nó bị suy các bạn ạ. Thì cây ở nó ở cái thời điểm lúc như này thì nó là cây nó ở cái trạng thái nó giống như người mới ốm dậy ấy, thì chúng ta phải cho ăn từ từ, chứ mà ăn một lúc mà nó nhiều quá nó sẽ không tốt ạ. Thế thì bước đầu sau khi cắt xả tàn thì cái những lưu ý khi cắt xả tàn là như vậy các bạn, và cái chế độ phân thuốc ở cái giai đoạn cắt xả tàn là tạm thời như vậy các bác nhé. Thế còn em cũng chia sẻ thêm một chút nữa là có những bác hỏi là khi nào thì bón phân NPK. Đấy thì cũng chia sẻ với các bác là các cái phân hóa học đó thì ở cái thời điểm mà cây nó ra các cái đọt non nó đồng bộ như này rồi và lá nó chuyển sang cái màu xanh như này rồi thì các bác thấy cây là nó cũng tương đối là khỏe rồi đúng không ạ? Đấy thì các bác có thể bắt đầu bón nhử phân NPK nhé. Với những cây như này thì em cắt nó khá sớm nên là nó cũng khỏe rồi. Thì các bác có thể bón nhử phân NPK, bắt đầu bón nhử phân NPK thì cái tỷ lệ pha là 1 kg NPK thì các bác pha với 400 lít nước. Nếu các bác 1 kg pha 400 lít nước các bạn. Còn nếu các bác mà ít cây thì các bác giật theo công thức giật lùi lại, tức là một lạng, tức là 100g đó pha với 40 lít, hoặc là các bác cân một lạng rồi, các bác sẽ chia một lạng đó ra là 1/10. Thì 1/10 đó thì các bác sẽ pha được 4 lít nước và các bác tưới cho cây. 4 lít nước đó có thể là tưới được cho tầm trên dưới 4 đến 5 cây tùy theo cây to cây nhỏ các bác nhé. Đấy thì các bác lấy một lạng và chia 10 ra. Chúng ta dùng cái thìa nhỏ, chúng ta mượn cái cân. Các bác có thể mượn cái cân, các bác cân một lạng nó là bao nhiêu để mà các bác biết một lạng, xong chúng ta chia là 10 ra để chúng ta chăm cây. Phần lớn các bác là có một số cây nhỏ, một số lượng cây nhỏ thôi. Còn nếu mà cả cái số lượng cây lớn thì chúng ta áp dụng theo kg. Còn số lượng cây nhỏ thì các bác áp dụng theo cái lạng đó và chia là 10 ra. Đấy. Thì cứ trên dưới 10 ngày một lần là chúng ta tưới NPK cho cây ở cái giai đoạn này như vậy các bác nhé. Đấy, giai đoạn sau khi cắt xả tàn và cây nó khỏe rồi ấy thì là trên dưới 10 ngày chúng ta tưới NPK một lần. Đấy, thế còn rất nhiều câu hỏi là các cái chế độ chăm sóc sau cái thời gian mà cây nó khỏe ấy, hay là cái khi nào thì sang chậu hoặc là cắt xả tàn xong có sang chậu hay không? Cắt xả tàn xong có phải sang chậu không? Và cái thời điểm nào thì sang chậu tốt nhất? Thì em xin phép được chia sẻ ở những cái video sau nhé các bác nhé. Bởi vì video này cũng khá là dài rồi. Em cũng có một số video chia sẻ nhưng mà nó mang tính chất là nó chưa tổng hợp đầy đủ. Thì cái video này là cái video là tổng hợp đầy đủ nhất về việc cắt xả tàn cho cây và phân thuốc sau khi cắt xả tàn các bác nhé. Đây là một cái video rất là đầy đủ và rất là ok. Thế thì em xin phép được kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã lắng nghe chia sẻ. Các bác thấy video của em hay và hữu ích thì nhớ cho em xin một like và nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo của em khi em đăng nhé. Nó còn những cái video đằng sau nữa là chăm bón cây khi mà cây ổn định rồi và cái sang chậu, có phải sang chậu không và cách sang chậu thì như thế nào. Thì cái thời điểm này thì cũng chưa phải sang chậu đâu các bác ạ. Thời điểm này chưa thích hợp cho nên em cũng chưa làm được cái video thì em sẽ chia sẻ sau ạ. Em xin phép kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bác đã lắng nghe chia sẻ và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những cái video tiếp sau nhé.